Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến dự thảo sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Một trong những nội dung nảy sinh nhiều ý kiến, quan điểm là việc đưa đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây cũng sẽ là chủ đề tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi, với sự tham gia chia sẻ của hai vị khách mời. Cho phép chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển Bền vững. Xin chào quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ hai, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh, gọi tắt là PDCO. Xin kính chào quý vị khán giả. Một lần nữa xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã dành lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, trước tiên, để hiểu rõ về đề xuất của Bộ Tài chính về việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường trong dự thảo sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt lần này, chúng tôi xin mời quý vị khán giả và hai vị khách mời theo dõi phóng sự sau đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đồ uống có đường là nguyên nhân chính gây nên tình trạng thừa cân béo phì, là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nên những bệnh như tim mạch, đái tháo đường, v.v. Kết quả điều tra dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, trẻ em Việt Nam thời gian qua có tỷ lệ thừa cân béo phì tăng lên nhanh chóng. Tình hình tiêu thụ đồ uống có đường tăng mạnh gấp 7 lần trong 15 năm, từ 6,6 lít trên một người năm 2002 lên 46,5 lít trên một người vào năm 2017. WHO đã chính thức khuyến nghị tới chính phủ các nước để tiến hành nhiều hành động nhằm khuyến khích người dân tiếp cận thức ăn lành mạnh thông qua biện pháp đánh thuế vào đồ uống có đường. Tính đến năm 2021, đã có ít nhất 50 quốc gia thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng đồ uống có đường. Để định hướng sản xuất, tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Bộ Tài chính đề xuất cần thiết phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là hai vị khách mời, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự ngắn để tìm hiểu về nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Đưa đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, dư luận hiện nay vẫn đang có hai cái luồng ý kiến. Thứ nhất đó là đồng ý với việc đưa cái đồ uống có đường áp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và thứ hai là cũng cần phải làm rõ là cái tiêu chuẩn cụ thể về đồ uống có đường là như thế nào. Nhiều chuyên gia cũng như là doanh nghiệp đã cho ý kiến là chưa phải là phù hợp, ví dụ như là khái niệm về đồ uống có đường nó chưa có rõ ràng. Cái vấn đề mà giảm cái tỷ lệ béo phì cũng như là bệnh tiểu đường khi mà áp thuế đặc biệt đối với những cái sản phẩm này trên thực tế là cũng chưa có cơ sở đầy đủ. Cái nội dung đầu tiên mà chúng tôi cùng muốn quý vị khán giả chúng ta cùng tiếp cận đó chính là về cái khái niệm đồ uống có đường. Vậy thì thưa luật sư Hưng, ông có thể cho biết là trên các cái văn bản pháp luật cũng như là cái tiêu chuẩn Việt Nam hiện nay thì đã có cái khái niệm cụ thể về đồ uống có đường hay chưa, thưa luật sư? Chúng tôi thấy là các văn bản pháp luật cũng như cái quy chuẩn của Việt Nam là chưa có cái khái niệm về đồ uống có đường, mà chỉ có khái niệm về đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn. Đồ uống có đường có nhiều định nghĩa, từ định nghĩa của WHO đến những cái ý kiến trong dự thảo Bộ Tài chính thì nó vẫn cũng không đầy đủ đối với luật pháp Việt Nam chúng ta. Chúng ta cứ đặt ra những vấn đề đi là trong nước uống có đường thì hoặc là ta bỏ đường vô, hoặc là đường tự nhiên nó sinh ra. Như chẳng hạn nước ép trái cây, trong đó nó vẫn có đường. Nước chế biến từ khoai lang, nó vẫn có đường. Và thậm chí cũng không nói là nước uống có đường này là nước uống được đóng hộp hay là chưa đóng hộp. Chẳng hạn đi uống một ly nước mía có xem là nước uống có đường hay không, mà chúng ta đang xuất khẩu về nước mía đi nước khác, và mới nghe là ở Hàn Quốc người ta mở một tiệm bán nước mía uống quá trời uống luôn, thì rõ ràng là cái này là nước uống có đường hay không có đường. Cái thứ ba nữa là gì, có những cái thực phẩm mà nước đồ uống á, mà cần phải có đường chứ không thể không có đường, chẳng hạn như sữa cho mấy em bé không có đường nó uống. Bây giờ có đường thì cỡ nào thì anh đóng thuế, mà anh đóng thuế vào cho sức khỏe của các em bé, không lẽ bắt em bé này uống sữa không đường không à, đâu có được. Xin cảm ơn luật sư Hưng ạ. Thưa ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh, hay còn chúng ta biết đến với cái thương hiệu nổi tiếng hơn 30 năm qua, đó chính là PDCO. Khi mà áp cái thuế này vào thì không biết là dưới góc độ của nhà sản xuất thì ông thấy rằng là sẽ ảnh hưởng đến đơn vị sản xuất kinh doanh của mình như thế nào, và đối với người tiêu dùng nữa, ông có thể chia sẻ cho những vị khán giả. Dạ vâng. Trước tiên khi mà đánh về cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cái doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái giai đoạn sau dịch bệnh
và đặc biệt là cái giai đoạn mà khi mà đứt gãy cái chuỗi cung ứng làm cho giá nguyên vật liệu đã tăng lên rất nhiều, thì đây là một lần nữa lại là một gánh nặng cho các cái nhà sản xuất đồ uống tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cái thuế tiêu thụ đặc biệt nếu áp dụng vào thì dứt khoát rằng cái giá thành nó sẽ tăng lên và cái giá bán nó sẽ tăng lên. Chúng tôi muốn đưa ra một cái ý kiến nữa, đó là chúng ta phải đưa ra các cái gọi là cái chuẩn mực thế nào gọi là cái sản phẩm có đường. Hiện bây giờ là chưa chắc là các cái sản phẩm mà dùng đường lại có cái hàm lượng đường tổng, tức là carbohydrate, nó cao bằng các cái sản phẩm mà có đường. Bây giờ những cái sản phẩm mà có nguồn gốc từ thiên nhiên chẳng hạn thì cũng là cái hàm lượng đường tổng rất là cao. Đó. Và ngay cả những cái sản phẩm mà có bổ sung đường thì lại dứt khoát là phải có đường. Thế thì bây giờ là cái quan điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt là chúng ta đánh vào trong cái sản phẩm có bổ sung đường cát hay là trên cái hàm lượng đường tổng carbohydrate. Đó là vấn đề chúng tôi đặt vấn đề ra để các cơ quan chức năng đấy nên có cái quy định rõ ràng để cho những cái người chịu thuế, đó là các cái doanh nghiệp, họ phải biết được rằng mình đang ở trong cái tình trạng phải bị được đánh thuế hay là không đánh thuế. Cái thứ hai là chúng tôi thấy rằng là cũng phải cần đưa ra các cái chuẩn mực trên phạm vi lớn ở quốc tế hay là của các tổ chức y tế thế giới về thế nào là cái sản phẩm có được. Và chúng ta cũng phải lựa chọn các cái chuẩn mực nó đang phù hợp với Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng cái này việc đánh thuế cũng phải xem xét từ cái yếu tố sức khỏe và đặc biệt là đến cái thu nhập của người dân. Hiện bây giờ là 65,8% người dân Việt ở nông thôn. Thế thì đa số họ là những người làm việc nặng nhọc. Và họ phải cần cái lượng calorie rất là lớn. Trong lúc cái nguồn để mà nạp cái năng lượng cho họ làm việc hàng ngày chủ yếu là cơm. Đúng không? Thứ hai là một số cái chất ngọt. Thế thì như vậy bây giờ khi mà chúng ta đánh cái thuế tiêu thụ đặc biệt vào cái nguồn sử dụng của họ hàng ngày, nguồn thực phẩm sử dụng hàng ngày, phải chăng là chúng ta làm cho họ khó khăn hơn? Nên như vậy tôi nghĩ cái này dù nó tình huống như thế nào, tôi nghĩ người Việt Nam mình là người rất trọng về cái đạo lý và nhân văn. Tôi nghĩ luật thuế cũng như là bên ngành y tế cũng nên xem xét về tính nhân văn của cái luật sửa đổi này, xem nó có phù hợp với đại đa số dân chúng Việt Nam hay không. Thì đó là những cái nội dung mà chúng tôi cần đưa ra hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Tôi thấy là có những cái vấn đề là chúng ta cũng cần phải làm rõ, nói như anh Hiến là phải có một cái chuẩn, một cái khái niệm chuẩn để chúng ta coi thế cũng có đường. Bây giờ tôi vô tôi mua 3 hộp sữa nha, 3 hộp sữa, sữa này là sữa tươi có đường, hộp này sữa tươi ít đường, hộp này sữa tươi không đường. Chả nhẽ giữa có đường và không có đường nó lại tăng lên một khúc do thuế tiêu thụ đặc biệt đặt ra. Mà như thế thì người muốn uống sữa nó ít đường hay người muốn uống sữa có đường, tao mua sữa không đường về tao bỏ đường vô tao quậy nó lại rất là vô duyên, trong khi ta cần sự tiện lợi. Mà tới bây giờ sự tiện lợi này đã bị đóng thuế. Thì nếu như vậy thì cái mục tiêu của mình đem ra là để giảm cái béo phì nó lại là không đạt được. Không đạt được. Vâng, một ý kiến cũng khá là thú vị phải không ạ? Vậy thì theo như mà WHO đưa ra cái khái niệm đồ uống có đường là được hiểu là tất cả các cái loại đồ uống có chứa đường tự do. Và đường tự do ở đây ấy, là có thể là đường đơn hoặc là đường đôi được thêm vào thực phẩm hoặc là có trong tự nhiên cái thực phẩm đấy. Ngoài ra thì những cái loại nước ngọt là không chứa cồn, nước ép trái cây này, rau củ, trà, cà phê pha sẵn hay là uống sữa có chế phẩm, những cái hương liệu thì cũng có đường, thì được WHO định nghĩa là sản phẩm có đường. Vậy thì trên thực tế nếu như chúng ta lấy cái khái niệm về sản phẩm đồ uống có đường của WHO áp dụng vào thực tế tại Việt Nam của chúng ta hiện nay, thì dưới góc độ nhà làm luật là luật sư Hưng ở đây có thể cho biết là nó sẽ gặp những cái khó khăn trở ngại mà chúng ta có thể thấy trước mắt là như thế nào? Xin mời luật sư. Nếu chúng ta khái niệm chưa có khái niệm rõ ràng thì khi áp dụng sẽ không áp dụng được. Do đó tôi nghĩ là cần phải rõ ràng về một cái khái niệm và người ta dựa vào khái niệm đó để người ta áp dụng, chứ còn khái niệm không rõ ràng dẫn tới áp dụng sẽ không rõ ràng. Nhưng mà thế nào định nghĩa hàm lượng như thế nào là gọi là thức uống có đường, và thức uống có đường này nó nằm ở đâu hiện nay không rõ ràng. Cái này tôi nghĩ rằng có phải nhiều nhà khoa học
ngồi lại để xác định khái niệm thức uống có đường là cái gì. Bây giờ anh vô anh uống một ly nước mía cũng có đường, nước cam ép từ trái cam ra cũng có đường. Như thế thì anh đang đóng thuế làm sao đấy? Rồi khai báo làm sao để đóng thuế? Chẳng hạn như anh Hiến là anh sản xuất nước uống nóng chai, anh tính bao nhiêu chai đóng thuế, tự thôi tôi không nói. Nhưng mà tôi bán cà phê, trong đó tôi uống ly nước chanh nó có đường thì đóng thuế không? Vâng, và quay trở lại với cái thương hiệu sản phẩm nước giải khát của công ty Vitico. Thì nhân đây thì ông có thể cho biết là nếu mà xét dưới cái góc độ là theo thành phần, thì ông có thể cho biết là bên công ty của mình thì có những cái nhóm sản phẩm nào, thưa ông? Vitico thì có rất nhiều cái nhóm sản phẩm. Hiện bây giờ chúng tôi có 17 cái nhóm sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi nếu mà nhìn về khái niệm là có đường hay là không có đường thì chúng tôi xin phân biệt như sau. Chúng tôi có những cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên và không bổ sung đường. Thế thì trong trường hợp này Bộ Tài chính ấy, chúng tôi đặt vấn đề ra Bộ Tài chính sẽ xếp cái loại sản phẩm này vào cái dạng là có đường hay không có đường. Nhưng mà trên thực tế sản phẩm đó là vẫn có đường. Nếu mà phân tích ra cái đường tổng carbohydrate ấy, thì nó vẫn có một cái hàm lượng đường tổng. Tuy nhiên chúng tôi không bổ sung đường cát vào, đường tinh luyện vào. Nó là đường tự nhiên. Vâng. Thế thì như vậy trong trường hợp này được xếp vào đâu? Đó là vấn đề mà tôi nghĩ là cái khái niệm này cần phải làm rất rành mạch để tránh những cái vấn đề thứ nhất là hoang mang, thứ hai là vấn đề khi áp dụng rất khó áp dụng. Bộ Tài chính khi đưa ra áp dụng cái này rất là khó khăn. Đó, thì các cái sản phẩm này tôi nghĩ rằng là khi mà Bộ Tài chính đã xác định được cái khái niệm thế nào là cái sản phẩm có đường thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải mới có thể là đưa cái gọi là cái dự thảo luật này từng bước đi sát vào thực tế được. Có một điều mà tôi cũng muốn hơi tò mò một tí nữa, đó là giả sử như là ta áp dụng cái thuế này lên những cái sản phẩm của mình thì ông nghĩ rằng là điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Cái điều chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng, và theo tôi là thấy ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Tại vì hiện bây giờ là vào cái giai đoạn bây giờ là các cái doanh nghiệp như chúng tôi đã phải nói rằng là đang tìm mọi cách để vượt qua những cái khó khăn sau cái thời gian dịch bệnh. Thì giá thành sản phẩm nó đã quá cao rồi. Cái sức mua của thị trường bây giờ vào thời điểm bây giờ nó rất là thấp. Ngoài những cái biến động thực tế từ bất động sản, những cái biến động mà về một số ngành về xuất khẩu đã khó khăn, nó tạo ra một cái phản ứng dây chuyền trong nhiều ngành nghề làm cho cái sức mua của toàn xã hội nó giảm xuống. Thế thì bây giờ là cộng thêm một cái thuế tiêu thụ đặc biệt này. Nếu như áp dụng nữa thì chúng tôi thấy trước tiên là một gánh nặng cho doanh nghiệp và sau đó là một gánh nặng cho cái người tiêu dùng và xã hội. Và hai cái đó sẽ có tác động qua lại làm cho cái sức sản xuất của các doanh nghiệp như chúng tôi giảm xuống rất là nhiều. Và lúc đó thì chúng tôi nghĩ ảnh hưởng dây chuyền khác đến cái lượng công nhân sẽ bị giảm. Thế này, rồi cái thu nhập thực tế của người lao động không còn nữa. Và chúng ta thấy rằng là lúc đó nhà nước, xã hội phải lại có một gánh nặng mới là làm sao để cưu mang, hỗ trợ những cái một cái lượng lớn là công nhân trên toàn xã hội. Đây là gánh nặng về cái góc độ là phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội. Như ông cũng chia sẻ là bên mình có hai cái dòng sản phẩm được phân biệt rất là rõ ràng. Đó là những cái sản phẩm mà có cái đường tự nhiên và những sản phẩm được bổ sung đường. Vậy thì trên thực tế là mình cung cấp ra thị trường hơn 30 năm nay. Thì ông có thể cho một cái ví dụ nho nhỏ cho những vị khán giả người ta nắm được là cái khách hàng mua cái sản phẩm nào nhiều hơn hay không, và người ta có ý thức được cái việc bổ sung đường và đường tự nhiên có trong sản phẩm của mình. Đây là một cái câu hỏi mà rất thú vị, tại vì nó cũng dóng lên một cái gọi là cái cảnh tỉnh cho người tiêu dùng. Và đặc biệt là nó cũng nói lên được cái mà nhà nước đang quan tâm, đó là vấn đề sức khỏe của người tiêu dùng. Quay trở lại với vấn đề các sản phẩm của chúng tôi, thì chúng tôi thấy như này, hiện bây giờ đa số các sản phẩm của chúng tôi đi ra thị trường, thì chúng tôi thấy là có hai cái thị trường rất là rõ. Một cái thị trường ở thành thị và một cái thị trường ở nông thôn. Người thành thị thì cũng có khuynh hướng là uống giảm đường, giảm ngọt, chứ không phải không. Tuy nhiên, nếu chúng tôi lấy những cái sản phẩm mà của thành thị đưa về nông thôn thì người ta từ chối, người ta không mua. Đó là một cái thực tế, tại vì họ rất cần ngọt, rất cần calorie. Thế thì quay trở lại vấn đề này là người tiêu dùng có ý kiến gì về các sản phẩm mà phân biệt đường hay là không đường, cái vấn đề nó có nhiều hay không? Thì chúng tôi đã hiện bây giờ là cái người tiêu dùng Việt Nam, chỉ có những người đang bệnh thì người ta mới nhìn cái nhãn hiệu của mình có cái hàm lượng đường là bao nhiêu. Còn không thì tôi thấy cái chuyện mà sử dụng cái sản phẩm có đường tự nhiên hay là có đường mà chúng tôi bổ sung vào từ cái dòng đường tinh luyện
thì nó cũng trở nên là một vấn đề bình thường. Và người tiêu dùng là không có đặt nặng cái vấn đề này cho lắm. Và quay trở lại với nội dung ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là mọi cái cố gắng của tất cả mọi người đều hướng tới, đó chính là vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân của chúng ta là thứ nhất. Và thứ hai, mà khi mà sử dụng cái áp cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những cái sản phẩm có đường này thì nó lại ảnh hưởng tiếp theo nữa, đó là vấn đề sản xuất kinh doanh của nền kinh tế của chúng ta, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất nước giải khát giống như là công ty của bên Vitico này. Vậy thì nhân đây, trong chương trình ngày hôm nay thì luật sư Hưng có cái đề xuất gì đối với cái nội dung trong cái dự thảo lần này của Bộ Tài chính? Tôi nghĩ rằng Bộ Tài chính cần phải nghiên cứu kỹ hơn, kết hợp với nhiều bộ và các nhà khoa học để tìm ra một cái khuyến cáo về vấn đề là sức khỏe cái đã. Sau khi có những khuyến cáo về sức khỏe mà người ta vẫn không thấy khá lên á, thì chúng ta đặt ra dùng áp dụng biện pháp thuế ta đưa vào để hạn chế. Còn đừng đặt vấn đề là cần thu ngân sách trong chỗ này. Mà mục tiêu chính là giảm béo phì thì ta tìm ra nhiều biện pháp để giảm béo phì, không nhất thiết là chỉ áp dụng thuế để giảm béo phì. Còn vào thời điểm này, lúc này doanh nghiệp đang khó khăn, không nên đưa thuế tiêu thụ đặc biệt vào thời điểm này. Nếu có làm thì sau khi nghiên cứu xong và cũng 3 năm nữa rồi hả tính. Chứ tôi là không ủng hộ về vấn đề là áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cho đồ uống có đường vào hiện nay. Xin được cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Hưng. Còn dưới góc độ là một cái doanh nhân, doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất và cung cấp ra một cái thị phần rất là lớn đối với thị trường nội địa của cái dòng nước giải khát có đường. Đấy thì nhân trong chương trình ngày hôm nay thì ông có thể cho biết cái góp ý của mình dưới hai góc độ. Thứ nhất là cái đơn vị sản xuất cung cấp ra thị trường, và một cái góc độ nữa là người đã trực tiếp biết được rằng là cái nhu cầu của người tiêu dùng, người ta sử dụng cái sản phẩm của mình, thì ông có góp ý như thế nào dưới hai cái góc độ này đối với cái dự thảo này? Chúng tôi thấy rằng là đối với cái dự thảo này ấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng là không nên vội vàng để thông qua một cái dự thảo luật như thế này. Tại vì hiện bây giờ chúng ta có nhiều vấn đề nắm giữ vững. Như hồi nãy chúng tôi đã vấn đề là ngay cái khái niệm về vấn đề sản phẩm có đường và sản phẩm không đường cần làm rõ và cần chi tiết hóa cái tình huống này. Nếu không chi tiết hóa thế nào là sản phẩm có đường thì cái việc áp thuế sẽ gây ra rất nhiều cái là không thuận tình của người của các doanh nghiệp sản xuất. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chúng tôi thấy như này. Trong cái tình huống bây giờ, nếu chúng ta áp dụng cái thuế tiêu thụ đặc biệt thì gây khó khăn cho các nhà sản xuất rất lớn. Vừa qua trong tháng 3, Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra một cái kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, lên Bộ Tài chính và gửi lên Bộ Y tế cùng với nhiều các cái bộ và tổng cục khác, trong đó đề xuất phân tích và đề xuất cái việc là không nên, chưa có thể là áp dụng cái thuế tiêu thụ đặc biệt lên cái sản phẩm có đường vào cái giai đoạn hiện nay, mà cần phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng để cái dự thảo luật này nó trở nên hợp lý, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất, không gây ách tắc khó khăn cho các nhà sản xuất và cũng không gây nên những cái hệ lụy trong cái cuộc sống của người tiêu dùng. Thì về quan điểm cá nhân của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm của Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là phải cần cân nhắc hết sức kỹ lưỡng đó, để mà có thể đưa ra một cái dự thảo luật nó phù hợp vào một thời điểm khác và không phải là ngày bây giờ. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay, xin được gửi lời cảm ơn tới luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển Bền vững, cũng như ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh với thương hiệu là Pirico, đã nhận lời mời tham dự và đặc biệt là chia sẻ những cái thông tin cũng như là đóng góp những cái ý kiến cho cái dự thảo luật lần này của Bộ Tài chính. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe là cần thiết để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, cũng như là giảm tỷ lệ béo phì, bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, để quy định pháp luật đi vào đời sống và được triển khai hiệu quả trên thực tế, thì cần làm rõ khái niệm về những sản phẩm bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt để không bị bỡ ngỡ và thiếu rõ ràng trong việc áp dụng trên thực tế. Những góp ý, kiến nghị của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay đối với dự thảo sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt
cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa, xin được cảm ơn những vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.